Sáng ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm một món ăn cực kỳ ngon và đảm bảo dinh dưỡng. Nửa củ hành thái nhỏ ra này, xào nhẹ nhàng trong khoảng 1 đến 2 phút. Cắt nấm với cái kích cỡ bằng với cả hành. Cho thêm một chút muối, chút hạt tiêu. Rau chân vịt thái nhỏ ra. Tôi sẽ cho sốt vào. Đây là loại sốt được làm từ 100% cà chua Ý. Khi sốt đã bắt đầu sôi nhẹ lên rồi, tôi sẽ cho trứng vào. Đậy nắp lại và để khoảng 1-2 phút là đã có một bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình.